Lần này dù mà có lẫy hơn cỡ nào thì sao nhà mình cũng quyết tâm phải mừng thịt con heo cho bằng được. Trời đất ơi, con heo 2 năm trời xua nuôi sao mà nó trống lỏng thế này, có khi nào bị thiếu tiền không ta? Hai đứa này hay nhờ, đưa heo cho mẹ giữ, nó thiếu là không có vui à nha. Ghê không, con heo không biết được bao nhiêu tiền trong đó, chưa gì mà than giàu rồi. Tính ra con heo được nhiều tiền như thế này là công lao lớn nhất là nhờ ba Dũng hết trơn. Ổng mà giấu bao nhiêu quỷ đen là xua nhà ta tịch thu hết. Má ơi, nhờ dì Tiên quay giùm cho cảnh đập heo mà em nói như rứa, có khi nào dì Tiên quăng cái điện thoại vô mặt con luôn bây giờ. Xu chị ghẹo dì Tiên tí xíu thôi mà mẹ làm gì xong quá vậy. Dì Tiên mới nói nghỉ chơi một cái là em lật mặt liền. Mà sao mấy tờ 500, 100 hai hổng đếm, hai đếm mấy cái tờ 20 chi vậy hai? Ý tên nhà heo nhà chơi đi đó. Thấy bà đếm tập trung quá định ghẹo bà tí xíu, ai ngờ bà nhớ dai dễ sợ. Thôi đưa đây để mẹ đếm cho lẹ nè, xem con heo nhà xu nuôi được bao nhiêu cân nha. 44, 54, 54, 64, 64, 74, 74, 84, 84, 84, 86 triệu mấy trăm á. 86 triệu nha. Mà xua đập heo ra làm gì vậy xua? Té ra em hỏi ba nhiêu đây đủ xây nhà cho ông bà nội không ba? Con heo đó làm gì vậy? Thương ghê không? Muốn sửa lại nhà cho ông bà nội cũng phải 300 củ mới đủ. Không hay thôi, nuôi heo lại tiếp thôi xua ơi. Vậy là xua nhà ta quyết định nhét tiền vào lại con cá để tiếp tục công trình để dành tiền xây nhà cho ông bà nội chứ sao?